Ukraine đã tấn công một tàu đổ bộ lớn của Nga ở Crimea bằng phi đạn hành trình trong một cuộc tấn công đêm, khiến ít nhất một người thiệt mạng và có thể cản trở bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm chiếm thêm lãnh thổ Ukraine dọc theo bờ Biển Đen. Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng phi đạn phóng từ trên không để tấn công cảng Feodosia của Crimea và tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk đã bị hư hại. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, nói ông nghĩ rằng Novocherkassk có thể chở xe tăng, xe bọc thép và được sử dụng để đổ quân lên bờ, xe kho có thể hoạt động trở lại. Ông Inat cho biết Ukraine đã sử dụng phi đạn hành trình trong cuộc tấn công nhưng không nêu rõ loại nào. Cả Anh và Pháp đều đã cung cấp cho Kiev những phi đạn như vậy. Các cuộc tấn công trước đây nhắm vào các tàu ở U Tàu, tàu chiến neo đậu tại cảng chính Sevastopol, các sân bay, tòa nhà trụ sở chính của hạm đội Biển Đen và cây cầu nối miền Nam nước Nga với Crimea. Trong suốt cuộc chiến, Nga đã sử dụng hạm đội của mình để cản trở Ukraine tiếp cận Biển Đen, tuyến đường xuất khẩu chính cho nông nghiệp và xuất khẩu thép, vốn là một phần quan trọng của nền kinh tế nước này. Đài truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 hôm thứ Ba 26 tháng 12 phát sóng một bản tin về Marinka ở miền đông Ukraine cho thấy những khu vực rộng lớn của thị trấn ở vùng Donetsk bị đổ nát. Moscow cho biết lực lượng của họ đã giành được toàn quyền kiểm soát Marinka, nhưng quân đội Kiev đã bác bỏ tuyên bố của Moscow, nói rằng quân đội Ukraine vẫn còn trong biên giới hành chính của thị trấn vốn bị tàn phá nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp trên truyền hình phát sóng hôm thứ Hai 25 tháng 12, xin trích: "Các đơn vị tấn công của chúng tôi hôm nay đã giải phóng hoàn toàn khu định cư Marinka", hết trích. Ông Putin cho biết việc kiểm soát thị trấn nằm cách thành phố Donetsk khoảng 5 km về phía Tây Nam sẽ cho phép lực lượng Nga đẩy các đơn vị chiến đấu của đối phương ra khỏi Donetsk. Trong đoạn video về cuộc trao đổi giữa ông và ông Shoigu được một nhà báo Điện Kremlin đưa lên mạng, ông Putin nói xin trích: "Quân đội của chúng ta giờ đây có cơ hội tiếp cận một khu vực hoạt động rộng lớn hơn", hết trích. Tuy nhiên, ông Alexander Stupul, phát ngôn nhân của quân đội Ukraine, nói với đài truyền hình quốc gia Ukraine hôm thứ Hai 25 tháng 12 rằng giao tranh khốc liệt để giành thị trấn vẫn đang tiếp diễn. Reuters không thể kiểm chứng độc lập các báo cáo hoặc thông tin ai đang kiểm soát Marinka, một thị trấn nhỏ ở vùng Donetsk có dân số trước chiến tranh khoảng 10.000 người và nay đã trở thành đống đổ nát. Quân đội Ukraine từ lâu đã xây dựng công sự kiên cố ở Marinka cho phép họ đẩy lùi những cuộc tấn công của Nga ở đó. Nếu tuyên bố của Nga về việc chiếm đóng thị trấn là đúng, thì đây sẽ là chiến thắng đáng kể nhất trên chiến trường của Moscow kể từ tháng 5. Các báo cáo về cuộc tấn công vào Marinka được đưa ra khi Moscow đẩy mạnh cuộc tấn công gần đây nhất dọc theo toàn bộ mặt trận phía đông nhằm giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ Ukraine hơn. Đoạn video do quân đội Israel tải lên mạng xã hội hôm thứ Ba 26 tháng 12 cho thấy vũ khí được tìm thấy dưới tấm chăn trong phòng ngủ của một đứa trẻ ở khu phố Tufa phía bắc Gaza. Reuters không thể kiểm chứng độc lập địa điểm hoặc ngày quay video. Một đoạn video khác chưa được kiểm chứng cho thấy quân đội Israel hoạt động trong cùng khu vực. Israel quyết tâm theo đuổi mục tiêu tiêu diệt Hamas bất chấp những lời kêu gọi trên toàn cầu ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài 11 tuần, trong bối cảnh lo ngại xung đột có thể lan rộng khi các lực lượng liên kết với Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau ở những nơi khác trong khu vực. Những người Palestine ở trại Buray thuộc miền trung Gaza cho biết hôm thứ Ba 26 tháng 12 rằng họ buộc phải rời đi sau khi quân đội Israel hôm thứ Hai 25 tháng 12 cảnh báo dân thường sơ tán khỏi khu vực. Ông Riyad Abdel Salam, người Palestine di tản, nói: "Chúng tôi đã buộc phải rời đi." Nhiều người Palestine ở dải Gaza tuân theo lệnh sơ tán quân đội Israel và tìm kiếm sự an toàn tại các khu vực được chỉ định, nhưng nhận thấy chỉ còn lại rất ít không gian cho khu vực đông dân cư. Hôm thứ Hai 25 tháng 12, một nhóm nhân đạo của Liên Hợp Quốc được triển khai ở Gaza đã gọi tình nhân đạo ở Gaza là bàn cờ người, trong đó hàng nghìn người vốn đã di rời nhiều lần lại phải chạy trốn và không có gì đảm bảo sẽ tìm được một nơi đến an toàn. Phần lớn trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa và Liên Hợp Quốc cho biết điều kiện nhân đạo ở đây rất thảm khốc. Hải quân Ấn Độ sẽ triển khai các tàu khu trục có phi đạn dẫn đường ở biển Ả Rập để răn đe sau khi một tàu buôn liên kết với Israel bị tấn công ngoài khơi bờ biển Ấn Độ vào cuối tuần qua.
Hải quân Ấn Độ hôm thứ Ba 26 tháng 12 cho biết đang điều tra bản chất của vụ tấn công tàu MV Champ Pluto, với các báo cáo ban đầu chỉ ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ hôm thứ Ba 26 tháng 12 nói rằng nước này cam kết giữ cho các tuyến đường biển ở khu vực Ấn Độ Dương an toàn và đảm bảo cho thương mại hàng hải. Lầu Năm Góc hôm thứ Bảy 23 tháng 12 cho biết một máy bay không người lái phóng từ Iran đã tấn công tàu MV Champ Pluto ở Ấn Độ Dương. Cuộc tấn công diễn ra khi lực lượng đặc nhiệm do Mỹ dẫn đầu đang cố gắng đương đầu với những thách thức tương tự ở Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai 25 tháng 12 gọi tuyên bố của Mỹ rằng Iran đã tấn công tàu gần Ấn Độ là vô căn cứ. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 21 người Ấn Độ và một công dân Việt Nam.